Xin chào tất cả anh chị em. Video này thì em Trọng sẽ giới thiệu nhanh cho anh chị em chiếc mô hình xe mới về của bên em từ năm 18. Đây là chiếc Pagani Huayra Raptor phiên bản của Chery anh chị em nhé. Thật ra thì cái phiên bản này nó sẽ là cái phiên bản gần như là phóng to của chiếc 124 thôi, vì nó đều là của Chery và nó làm thì gần như là không khác gì nhau lắm. Nó chỉ có to hơn và thêm một vài cái điểm nâng cấp ở cái mâm cũng như là một vài chức năng phụ thôi. Đây anh chị có thể thấy cái chiếc 124 thì nó như này. Còn dưới thì là chiếc 132. Đó. Một chiếc mô hình xe phóng to. Tổng quan thì em thấy nó cũng khá là đẹp ấy. Nó đẹp hơn một chút xíu tại vì cái chi tiết của nó được khá là tốt. Phiên bản này thì sẽ là cái phiên bản full kính. Trên 124 thì sẽ là không full kính, còn 118 thì hiện tại đã full kính. Nó sẽ có thêm một cái chức năng nhỏ nữa, đó là nó sẽ có một cái hốc vali ở đây hai bên. Cái 124 thì sẽ không có, còn 118 sẽ có cái hốc phụ này. Đó, nó sẽ có một cái vali để ở đây. Cái vali này có mở được không? Để em xem nào. À, cái vali này thì có mở được như này nhá. Cả hai bên thì đều có. Bên này cũng có này. Trên chiếc phiên bản 118 này thì cái mâm của Pagani được làm đẹp hơn, cái màu sắc sang trọng hơn. Trên chiếc 124 thì cái màu vàng nó khá là nhựa, nhưng mà trên chiếc 118 thì mặc dù nó cũng cái độ hoàn thiện thì nó cũng như thế thôi, nhưng cái màu sắc thì nó đã thay đổi, giúp cho chiếc xe sẽ nhìn sang trọng hơn một chút. Ở cái phần khoang máy cũng thế, khoang máy thì nó sẽ có một vài chi tiết mạ chrome cũng như là sơn si nổi bật hơn, đẹp hơn. Đây, những cái phần ti này cũng được làm, đây này, những cái phần ti này thì cũng được làm khá là tốt. Cái phiên bản này thì sẽ có cái chiều dài khoảng 27cm anh chị em nhé. Để em cân xem trọng lượng nó khoảng bao nhiêu. Đây, chiếc này thì trọng lượng nó sẽ rơi vào khoảng 800g, 782g. 800g cho một chiếc mô hình xe siêu xe thể thao. Anh chị em có thể thấy này, gần như là nó sẽ giống hệt nhau. Đó, gần như nó sẽ giống hệt nhau từ thân xe, đầu xe đến phần đuôi xe, kể cả cái chữ Pagani nó cũng giống nhau luôn nhé. Đó, một phiên bản là gần như là phóng to. Trên chiếc phiên bản này thì cũng sẽ có chớn này. Đó, có chớn, có công tắc chủ động. Mình sẽ bấm được còi. Khi mà mình bấm vô lăng sẽ có còi này. Cái phần nội thất thì gần như nó sẽ giống hệt 124 luôn. Nó cũng sẽ rất là sắc nét, vì trên 124 thì nó cũng đã rất là sắc nét rồi. 118 thì nó sẽ to hơn thì chi tiết nó sẽ tốt hơn. Và nó sẽ có chữ này, Huayra này, ở trên cái bậc cửa lên xuống này. Được xi màu bạc. Trên tỷ lệ 124 thì sẽ không có, nhưng mà trên 118 sẽ có cái chi tiết này. Và cái phần ghế ngồi này được làm bằng nhựa nhám xi đỏ nhá, rất là đẹp. Ở bên đằng sau thì có một cặp loa thì phải, đây này, đó, khá đẹp. Phiên bản này thì cũng sẽ mở được cái đuôi gió như thế này, đây cũng sẽ mở được hai cái đuôi gió cao lên. Em sẽ bật đèn trước sau này, cụm đèn đôi. Đây là cái phần đuôi xe này. Chiếc này thì hiện tại em sẽ lên nhanh cho anh chị em chiếc màu trắng, vì phiên bản này sẽ có 3 màu, gồm màu trắng, màu xanh và màu tím. Cái gương thì vẫn thế, cái gương thì vẫn được làm bằng cao su mềm và có miếng giả gương ở đây. Y hệt như phiên bản tỷ lệ 124. Cái nóc xe cũng thế, y hệt luôn, từ chất liệu chi tiết đến độ hoàn thiện. Một phiên bản phóng to của chiếc Pagani. Chiếc này thì em đang có sẵn hàng, nếu anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ em qua số Zalo 0972691245. Anh em có thể gọi hoặc là nhắn tin trực tiếp thì em sẽ tư vấn báo giá cũng như là lên đơn gửi hàng cho anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều và hẹn anh chị em ở video sau.